Xin chào các em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 2 sắp tới nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đề tôi sẽ hướng dẫn cho các em nha. Các em quan sát đây câu số 1 nha. Giải hệ phương trình và phương trình sau. Có hai bài hệ phương trình và một cái bài phương trình nha các em. Rồi, quan sát câu đầu tiên. Cái hệ phương trình này rất là đơn giản các em. Cái hệ số này các em, người ta cho hệ số và y đối nhau rồi. Vậy thì mình chẳng cần phải xử lý đâu, dùng phương pháp cộng này luôn nha các em nha. Tôi sẽ cộng trực tiếp luôn. 2 này cộng này bằng 5x, 2 này cộng này hết, 2 này cộng này bằng 10, đúng không? Rồi, vậy thì giới sẽ biểu diễn x theo y, và y bằng gì? Y đây này em, rồi bằng 3, nè, cộng 3x, thay qua đây là trừ 3x này em. Vậy thì tương đương x bằng 10 chia 5 bằng 2, vậy y bằng, thay vào, y x bằng 2 thế vào đây, 3 trừ cho 3 nhân cho 2, có phải là âm 3, đó. Âm 6 này, 3 trừ cho 6 bằng âm 3, đúng không? Kết luận vậy hệ phương trình có nghĩa. S nghĩa nha, x trước y sau nha. X bằng 2, y bằng âm 3. Rồi, em quan sát câu tiếp theo nha các em. Rồi, có căn này, nó hù mình thôi, đừng có sợ gì hết. Đây 1 cộng bên 2, đây cũng 1 cộng bên 2. Ồ, vậy hai hệ số này bằng nhau này. Rồi hai hệ số này không bằng luôn và cũng chẳng đối luôn. Vậy thì nên xử lý này đi em. Lấy trên trừ dưới, này trừ này mất này, đúng không? Hai hệ số bằng nhau thì trừ đi. Còn hai hệ số đối nhau thì cộng vào nó sẽ mất nha. Vậy tôi sẽ lấy trên trừ đi dưới nha. Vậy thì tương đương 1 cộng bên 2 trừ đi 1 trừ đi mở ngoặc 1 cộng bên 2 thì lập tức nó hết. Nha. Ở đấy này trừ đi cái này này. Đó, em để ý này. 1 trừ căn 2. Trừ nữa cái này nha, tôi làm chậm này, trừ cho 1. Rồi, trừ cho căn 2. Đó. Vậy thì mình sẽ rút gọn này, này này hết này, vậy còn âm 2 căn 2y. Âm 2 căn 2y. Nha. Rồi cái này trừ cái này bằng 2. Thấy chưa? Đó, rất là đơn giản. Thấy chưa? Cái này trừ này nhớ về độ dấu nha. Đó, cộng biến thành trừ này. Rồi, vậy sẽ biểu diễn x là bằng gì? Bằng gì? Đó, em có thể nào theo một trong hai cái phương trình này đều được hết nha. X bằng, rồi tôi chuyển của vế qua nha các em nha, cái này hơi phức tạp tí á, tôi sẽ làm trên hay làm dưới này, trên dưới đều được hết. Số này số bé này tôi làm đi, x bằng 3 trừ mở ngoặc ra 1 cộng căn 2 nhân y nhân chuyển qua là chia 1 cộng căn 2 nha. Rồi tương đương em sẽ tìm được y này em, nhân chuyển qua là chia lấy 2 chia cho âm 2 căn 2. Ngay đơn giản mất, còn âm 1 phần căn 2. Nha các em. Tôi chụp luôn. Nha, chụp lên trên nhân căn 2 dưới nhân căn 2, vậy là âm căn 2 phần 2. Tìm được y đó. Vậy giờ x bằng gì? Mình ráp cho thôi. Nha. Đó, đây là tôi sẽ ráp cho này. Rồi lấy 3 trừ đi 1 cộng căn 2 nhân cho y. Đó. Nhân cho y là âm căn 2 phần 2. Đó, nhân đây này. Đó. Nhân âm ngoặc lại. Rồi, giới chia là 1 cộng căn 2. Rồi cố gắng nhét ở ngoài. Nó đừng có ra em, đừng có điện làm giải mấy cái nó lao ra nó. Hoặc em có thể nếu mình tính em xử lý nguyên một cái khúc giải nó luôn, được luôn nha. Máy tính nó xử lý giùm em luôn nha. Còn cái này thì sự em nhân vô em quy đồng thôi, rồi em chụp lên cũng khá dài nếu mà giải tay khá dài. Còn không thôi em nhập hết máy tính vô. Nha, cũng được. Đó. Vậy thì cái em đáp số cuối cùng gọi đó là bằng âm 6 cộng 7 căn 2 phần 2. Nha các em. Rồi kết luận. Vậy hệ phương trình có nghĩa. X trước y sau nha. Đây. Âm 6 cộng 7 căn 2 phần 2 y bằng âm căn 2 phần 2. Các em quan sát đến câu C nha. Phương trình trùng phương nha. Phương trình trùng phương phải bắt buộc hạ bậc xuống rồi nha. Vậy tôi sẽ đặt T. Đặt T bằng x bình phương nha em. Với điều kiện là bình phương nó luôn luôn phải không âm rồi. Đặt đây là phương trình sao rồi nha em. Đó. Thì cái phương trình sao suy ra. Đó. Biến thành t mũ 2 trừ cho 5t cộng cho 4 bằng gì? Không. Giải phương trình này các em. Tới đây em có dùng máy tính được không? Được nha em. Đó, hoặc là tôi nhậm nghiệm nè. Đây là a cộng b cộng c bằng 0 á nha.
x1 hay còn gọi là t1 nha, coi chừng bị lộn x nha. Đó, bằng 1 và t2 bằng c trên a là 4. Hai này đều là lớn không hết, nhận hết nha các em. Nhận. Rồi xuống hàng mình dạy nè. Với t bằng 1. Suy ra x bình phương bằng 1. Bỏ bình phương đi các em. Số nào bình cũng 1 cộng trừ 1, đúng không? Rồi trường hợp thứ hai, với t bằng 4. Suy ra x bình phương bằng 4. Tương đương bằng số nào bình 4 cộng trừ căn 4 mang ngoài bán 2. Kết luận. Vậy phương trình có tập nghiệm. Có tập nghiệm x bằng. Thứ nhất là cộng trừ 1 và thứ hai là cộng trừ 2, nó có 4 nghiệm nha các em nha. Các em quan sát theo bài 2 nha. Bài 2A. Rồi, để cho này, xác định hàm số y bằng a bình phương, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A tọa độ 22. Xác định hàm số bậc 2 các em, hàm số 3 4 đó em, mà đi qua điểm thì chắc ăn quy tắc mình học rồi. Hàm số đi qua điểm hay là đường thẳng đi qua điểm thì chắc ăn cái điểm nó thuộc hàm số nha. Vậy thì trả lời không? Ta có. Nó đi qua điểm A này. Điểm A có tọa độ là 22. Nên điểm 22 phải thuộc cái hàm số của nó. Đó. Thế vào thôi các em. Đây là x này, y nè, y bằng 2. X bằng mấy em? 2 bình. À, x bằng 2 đấy rồi, 2 bình. Vậy tương đương a bằng a nhân chuyển qua là chia đáp số bằng 1/2. Kết luận. Vậy. Người ta không ghi là parabol nha. Kết luận là vậy hàm số có dạng y bằng 1/2 x bình phương. Đấy em. Người ta nói câu tiếp theo. Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 1 và cái hàm số xác định ở câu A, mà có nghĩa là vẽ cái hàm số này. Okay. Vậy tôi trình bày câu B. Đầu tiên tôi nói về parabol trước đi, vẽ về parabol trước ha. Rồi, lập bảng giá trị đó các em. Cho tôi 5 cặp giá trị. Nè. Đây là x này, đây là y bằng 1/2 bình phương, đây là không không nha, nhớ là cứ thấy số 1, 2 cứ cho 1, 2 cho tôi, rồi để đối qua đây là âm 1 nha. Rồi một bình lên bằng 1 nhân 1/2 bằng 1/2, 2 bình lên bằng 4 chia 2 bằng 2, lấy đối xứng bắt qua luôn. Đó. Ở bên này tôi vẽ đường thẳng nha, tôi cắt ở đây nó đường thẳng luôn, yêu cầu vẽ đường thẳng y bằng 2x cộng 1, đúng không em? Đây, đường thẳng này là đường thẳng y bằng a cộng b, đúng không? Mà em học rồi, cách vẽ đường thẳng y bằng a cộng b á, là một đường thẳng cắt trục hoành và trục tung đúng không? Đó, cắt trục hoành tại điểm gì em? Cắt trục tung tại điểm không b và cắt trục hoành tại trừ b trên a không, đúng không? Vậy thì đầu tiên em cho x bằng không vô để cho nó cắt trên trục tung á, thì y bằng b, b là số 1 này, các nhân. Rồi sau đó cho y bằng không vô, suy x bằng trừ b trên a, vậy là trừ 1/2. Nha các em. Rồi, đây mình giải quyết thôi. Thì vẽ ha. Parabola này nó sẽ ngửa lên nè. Tại vì hệ số A nó bằng 1/2 lớn hơn không thì chắc ăn nó phải ngửa lên nè. Đây là x. Đây là y ha. Rồi, cho tọa độ vô. Không không chắc ăn ở đây rồi. X bằng 1. Y bằng 1/2 là nửa đây nè. Đó. Tôi kéo ngang qua luôn nha các em nha. Đây là 1 này, âm 1, đây là 1/2 nha, x bằng 2, y bằng 2 đây luôn này em. Rồi kéo ngang qua luôn nha các em nha. Đó. Rồi, ở đây vẽ thôi, dùng thước 3 đô vẽ nha. Rồi, nếu bên này là hình vuông thì em chắc ăn dùng cái đầu to nha các em nha. Em xử lý nha. Vậy bên nào trước cũng được.
đây là parabol cho các em, y bằng 1 2 vuông. Giờ ta vẽ đường thẳng nha. Cho x bằng 0 y bằng 1. X bằng 0 y bằng 1 là đây, chấm đặt lên từ 0 1 chấm đặt. Y bằng 0 x bằng âm 1/2. Y bằng 0 x bằng âm 1/2 nằm đây này. Nha. Đâu số 1, số âm 1/2 nó to quá tôi không ghi đây luôn. Đặt tiểu thức tôi vẽ luôn anh em. Nó đi như vậy. Đó. Đây nè, âm 1/2. Còn trên này là 1/2. Cái này là 1/2 nằm đây. Này số 1 nha. Còn 1/2 vẽ xíu đây nè. Không khỏi ghi cũng được. Đó. Đó là câu B nha các em. Giờ tôi nói đến câu C. Nha. Câu C để trình bày đây nha các em nha. Câu C người ta nói nè. Chứng tỏ đường thẳng y bằng nha, đường thẳng y bằng âm em x cộng 1 luôn luôn cắt parabol y bằng 1/2 bình phương. Có nghĩa là người ta nói nè, cái đường thẳng mới nè, đường thẳng y bằng âm em x cộng 1, đường thẳng này là các em nha. Đó, đường thẳng này nè luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt. Rồi, trong chủ đề bài học về lý thuyết về chủ đề parabol, đầu tiên của bài học về chủ đề parabol tôi đã nói cái phần này rồi, đúng không? Vẽ vào mối quan hệ giữa parabol và đường thẳng. Các em, mối quan hệ giữa parabol và đường thẳng có 3 mối quan hệ. Một là thứ nhất là cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Hai là tiếp xúc, ba thứ ba là không giao nhau. Nó giống như phương trình nghiệm đấy các em. Đó, cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi delta và delta phải lớn không? Đó, tiếp xúc khi delta và delta phải bằng không. Còn không giao nhau này có nghĩa là phương trình vô nghiệm á, là delta và delta phải nhọn không? Vậy thì em chứng minh parabol và đường thẳng này, parabol và đường thẳng này cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì em phải chứng minh được delta hoặc delta phải, em phải chứng minh nó lớn không? Mà làm sao em có delta, em phải nhớ hỏi câu đó. Em phải có phương trình bậc 2. Làm sao em có phương trình bậc 2? Rất đơn giản. Hai cái y này giống nhau, suy ra hai cái đuôi này bằng nhau, em sẽ tạo ra một cái phương trình bậc 2 nha. Vậy thì em đọc câu thần chú vào hoàn độ nha. Giao điểm của nha, y bằng 1/2 x bình phương và hàm số y bằng âm em x cộng 1 là cái phương trình này này em, 1/2 x bình phương là lấy hai cái đuôi bằng nhau nè, bằng âm em x cộng 1. Cái này hiểu không? Rồi em muốn đẹp hơn thì em quy đồng cửa mẫu lên, số 2 nhấn chéo lên đây là cho nó khỏe nha. Bằng âm 2 em x cộng cho 2. Sau đó tôi chuyển vế qua các em nha. Tôi chuyển qua là cộng 2 em x trừ 2 bằng 0. Sau đó đã hết tạo hình phương trình bậc 2 rồi. Giải delta em. Còn em mà không biết giải delta thì giải delta phải, delta phải em hơn. Đúng không? Delta phải bằng b phải bình lên. Em nhìn nè, chia đôi ra. B nó là 2 em. Vậy b phải chia đôi còn gì? Em bình lên. B phải bình lên em bình. Trừ a nhân c là trừ nè, a là 1 nhân c là âm 2. Có nghĩa là nó bằng bao nhiêu em? M bình cộng. Trời ơi, nhìn thấy thấy min không? Dễ không? Bình lên là không âm, cộng 2 thì bé nhất bằng 2. Delta phải là bé nhất bằng 2. Mà bé nhất bằng 2 thì chắc ăn lớn hơn không? Mà delta phải lớn hơn không? Kết luận vậy. Kết luận em, hai hàm số này cắt nhau tại hai điểm phân biệt đúng không? À, vậy y bằng 1/2 bình phương và y bằng như em âm em x cộng 1 nha em, cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Nhớ nha, còn muốn tiếp xúc nhau thì chắc ăn delta hoặc delta phải, nó phải làm sao? Bằng không thì mới được, nó mới tiếp xúc nha. Các em quan sát đến bài toán đố nha, bài toán đố như vậy. Tổng các chữ số của một số có hai chữ số. Tổng các chữ số của một số có hai chữ số. Vậy một số có hai chữ số là gồm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị nha. Tổng của hai chữ số đó bằng 6. Có nghĩa là chữ số hàng chục cộng số hàng đơn vị đó, bằng 6 đó. Đó là tổng này nha, tóm tắt như vậy đó. Nếu thêm vào số đó 18 đơn vị nha, thêm vào số đó là có nghĩa là cộng số đó 18 đơn vị thì số thu được viết bằng các chữ số đó theo thứ tự ngược lại. Đọc cũng khó hiểu nhỉ,
cái chỗ này là đủ chỗ này này. Đó. Thêm vào bên trái, bên phải, bên giữa thì nó dễ, tự nhiên mà nếu thêm vào số đó 18 đơn vị là cộng cho 18 đơn vị thôi nha. Thì được thì thu được, thì số thu được cũng viết bằng các chữ số đó nha, nhưng theo thứ tự ngược lại. Rồi sau tôi phân tích nè, chỗ này hơi đọc hơi khó hiểu nha, coi nào coi như thế nào nha. Giờ yêu cầu tìm, hãy tìm số đó và tôi gọi nha, tôi nháp nháp định dạng trước nha, chữ số hàng chục nha, hết nè, hàng chục là biết hàng chục nè, hàng đơn vị nè, tại vì tổng hai này cộng này bằng 6 mà, vậy hàng đơn vị là gì, để ra x nè, vậy là 6 chữ x, đúng không? Vậy tôi sẽ phân tích cái số này, giá trị số này như thế nào nha. Giống như trong chương trình 8 rồi đó, nếu mà số có hai chữ số này em tắt ra là bằng nè, nhớ không, nó là hàng chục phải tắt là 10 nhân gì x, y là hàng đơn vị là cộng y, nhớ cái kiểu này ha. Đó, vậy thì nào, giá trị của số này của nó là x 6 trừ x 2, tôi phân tích chỗ này thôi để coi coi tình hình như thế nào nha. Vậy tắt ra là bằng nè, giá trị của nó là như vậy em, tắt ra nè, 10 x, tại vì đây là đó mà cho là hàng chục mà, hàng đơn vị là cộng cho 6 trừ x, vậy giá trị của nó lúc này là bằng nhiêu em, 9 x cộng cho 6. Đấy, khó làm phải không? Rồi tiếp tục, giờ tôi phân tích đi thứ hai nha, khúc hai tôi đọc tôi chưa thấy hiểu gì vậy đó nha, để tôi phân tích cả. Nếu thêm vào số đó 18 đơn vị, thêm vào số này nè, 18 đơn vị là cộng vào nè, giá trị số lúc sau nè, số lúc sau thêm 18 đơn vị vào, có nghĩa là đây nè, 9 x cộng 6 thêm vào 18, chứ phải thêm vào để trái để phải, nó phải thêm đây biến thành số hàng trăm chẳng hạn đó, hàng chục hàng biến hàng trăm hàng nghìn chẳng hạn, nhưng mà không, thêm vào 18 đơn vị rồi thì giá trị số lúc sau nè, số lúc sau là nó này như vậy, là thêm vào 18 đơn vị là cộng cho thôi, vậy nó biến thành 9 x cộng 24, số lúc sau của nó này. Rồi giờ đọc cái ý lúc sau đó, ý sau là tôi đọc nó thấy khó hiểu này, thì số thu được đây, số thu được là số này, 9 x cộng 24 là số này, là số thu được nha. Số thu được cũng viết bằng chữ số đó, cũng viết bằng chữ số đó, bằng chữ số đó theo thứ tự ngược lại, ngược lại đây, ngược lại, ngược lại là như vậy, là 6 trừ x, x đây, ngược lại như vậy, lập tức cái hàng đơn vị biến thành hàng gì, hàng chục. Lúc này sẽ giải cái phương trình này này, chỉ để thử cái nha, tôi đang định dạng ra nè, tắt ra nào bạn, các em thầy dùng máy tính nhầm trước nè, hàng chục là 10 nhân cho 6 trừ x, rồi cái này là hàng chục này nhân cho 10 nè, hàng đơn vị là cộng dễ thôi, giải thử phương trình này coi nha, lập tức em tìm ra được nha. Ở đây là tôi đã nói một bạn bấm máy tính trước là đáp số này, số này số 2 đúng không, vậy hàng chục là 2, hàng đơn vị là 6 trừ 2 khoảng 4 không, vậy được số 24 đúng không, số cái điểm 24 rồi, cái số 24 á, giờ tôi thêm 18 vào nha, tôi cộng vào 18 được rồi, biến thành bao nhiêu, có phải là 3, cái này 3, 4, 42 không, 24 ngược lại có phải là bằng 42 không, thì bằng cái giá trị của cái số này ngược lại, 24 thì bằng ngược lại là 42. Đọc cái đề lên, tôi cứ cuối là tôi thấy chóng 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 mặt ở đây ha, đó hơi khó hiểu tí phải không, cố gắng nha. Đó, vậy thì tôi sẽ làm bài này. Ok, đây tôi giải nè, gọi x là chữ số hàng chục, hàng chục đi, rồi chữ số hàng chục các em để ý nè, thấp nhất của chữ số hàng chục là số 1. Có bây giờ số hàng chục là 02 không? Không, phải từ mười mấy trở lên chứ, đúng không? Cao nhất là số mấy em biết không? 9. Cao nhất là 99 này. Bé nhất là số mấy? 10 này. Vậy thì chắc ăn để ý còn cái giá trị kia tí tôi nói xong nữa này. Và là 6 luôn. Là như thế nào nha? Rồi. Vậy thì nè, chắc ăn nó phải lớn hơn hoặc bằng mấy em? Lớn hơn bằng 1. Và phải nhỏ hơn hoặc bằng mấy em? Bằng 9. Nha. Đó. Đó là theo lý thuyết. Rồi. Nếu mà bằng 9 thì không có cơ sở trừ đi bằng 6 được.
đúng không? Hai cái cộng này bằng 6 mà, đúng không? Vậy thì chắc ăn phải nhỏ hơn, nhỏ hơn 1 bằng 6 chứ không bằng 9. Tại vì hai chữ số cộng lại với bằng mấy? Bằng 6, đúng không? Chữ số hàng chục hàng đơn vị đằng sau là bé nhất là số 0, đúng không? Đó, lớn nhất nó là bằng bao nhiêu? 99, đúng không? Đó. Còn không biết thì lúc này lấy đại nhỏ hơn 9 người ta thì cô chắc cũng không đến nỗi trừ các em nhiều nha. Tại vì hai cái số này cộng lại với bằng 6 mà, đúng không? Đó. Vậy thì có khả năng hàng đơn vị nó có khả năng là được số 0 chẳng hạn. Đó. Rồi. Cái này điều kiện lấy cũng cặp vấn đề phức tạp nha. Rồi. N6 trừ x là chữ số hàng đơn vị. Nha. Rồi giờ tôi sẽ phân tích này. Rồi tôi sẽ tìm giá trị số lúc đầu. Lúc đầu là có rất nhiều em hỏi câu trước này. Cái này là cái gì vậy? Này này. Cái gạch trên này là gì vậy? Đừng công thức trung bình nha. Đừng trung bình cộng nha. Gạch trên đâu để làm BAI? Để phân biệt đây là không phải là x nhân cho 6 chữ x, mà phân biệt đây là số có hai chữ số. Hiểu vấn đề đó chưa? Ghi vậy nè, nếu mà ghi vậy là ta hiểu là x nhân y. Còn gạch trên đầu người ta là đây là số có hai chữ số. Hiểu vấn đề không? Đó, nó có ý nghĩa khác nhau hết đó. Em để ý nha. Vậy thì tôi tắt ra là đây nè, hàng chục thì tôi tắt ra phải nhân cho 10 cộng cho 6 trừ x. Vậy đáp số bằng 9x cộng cho 6. Đó. Rồi. Rồi tôi sẽ nói này, giá trị số lúc sau nha. Giá trị số lúc sau. Lúc sau thì số là lúc sau là người ta nói nè em, nếu thêm vào số đó 18 đơn vị thì thu được nha. Đó, lúc sau là thêm vào 18 đơn vị là 9x cộng cho 6 cộng cho 18 thì lúc này biến thành 9x cộng cho nhiêu em? À, cộng cho 24 đúng không? Rồi, lúc này theo đề phải có phương trình. Tôi làm mau chỗ này nha. Em để ý vô đây nha. Rồi. Rồi, người ta nói nè. Thêm vào 18 đơn vị thì số thu được nè, số thu được là số này nha, bằng chữ số đó nhưng mà theo thứ tự ngược lại nha, thì thu được chữ số này nè. Đó. Đó. Bằng chữ số lúc đó nhưng mà theo thứ tự ngược lại của số này. Vậy đây tôi phân tích nào, 6 trừ x gạch đầu trên đầu luôn cho các em nha. Đó, nhân cho x. Anh nghĩ phải làm thêm một lời giải nữa nè. Số ngược lại của số lúc đầu đề cho là gì á, phải ghi vô, nhưng mà tôi làm rồi luôn. Đó, ngược lại nha, tôi viết ngược lại đây. Đó, 9x cộng 24. Tắt ra các em nha, cái này lập tức đang là hàng đơn vị nhảy lên hàng chục, phải nhân cho 10 cộng cho x. Đó. Lúc này bài toán trở thành phương trình bậc 1 các em nha. Cho nhân cho luôn nha. À, nhân rồi để cái này đi, 60 trừ 10x cộng x. Rồi tôi chuyển vế qua nha các em nha. Chuyển qua. Này trừ 9x đúng không? Chuyển qua nào. Cộng 9 vậy là 18x. Đúng không? 60 trừ 24 thì còn 36 tương đương x bằng 2. Ô, hóa điều kiện đó nha. Đẹp với các em. Được chưa? Kết luận chữ số hàng chục này. Rồi, là mấy em? Là 2. Chữ số hàng đơn vị. Là mấy em các em? Lấy 6 trừ đi 2 ra 4 nha các em. Kết luận. Vậy số cần tìm là đây, 24 nha. 24 mà thêm 18 cộng là 42. 42 có phải là ngược của gì em? À, 42 bằng số ngược của cái số đề cho nè. Là gì? 24 lúc đầu ngược là 42 luôn. Được chưa? À. Các em quan sát đến bài toán hình nha các em nha. Cho đường tròn tâm O bán kính R nha. Và đường thẳng D không cắt đường tròn tâm O. Ồ, đường thẳng này là ngoài đường tròn mà không cắt nha. Kẻ OH vuông góc với đường với D tại H. À, trên D lấy điểm A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn. Rồi.
sao cho AB cùng nằm trên nửa mặt phẳng. B là đường thẳng OH nha. Có điều kiện ràng buộc cho các em nha. Gọi E là giao điểm của BH với đường tròn. Đặt OA bằng E. Rồi, trong đây có 3 câu nha các em. Vậy thì tôi vẽ hình trước cho các em trước này. Đầu tiên, tôi vẽ đường tròn tâm O bán kính R trước. Nha. Rồi. Đây là đường tròn tâm O bán kính R. Rồi, lấy điểm D nằm ngoài đường tròn nha các em. Đó, điểm D không cắt đường tròn tâm O. Rồi, tôi đây đại đề đi. Tôi thích vẽ đây. Vẽ đường hoàn D. Rồi, kẻ OH vuông góc đường hoàn D. Nói vô. Rồi, H đồ đường hoàn D. Rồi, thấy một cái vuông nãy cười vẹ đó. Tiếp em. Lấy trên D lấy điểm E. Điểm A nha, kẻ tiếp tuyến A. Con này điểm A cao lên chút xíu nha các em nha. Nó để đây nó gần đây nó này trùng rồi. Để đường thẳng D. Cái chữ D như này đi. A nằm đây. Kẻ tiếp tuyến AB. Kẻ tiếp tuyến AB này. Tiếp tuyến là đường thẳng tiếp xúc với đường tròn này và vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Đây. Trời ơi, thấy hai vuông rồi đấy, quậy quẻ đó. 90 180 rồi đấy ha. Rồi. Rồi đây có một cái điều ràng buộc nè các em. Rồi. Sao cho A và B cùng nằm trên nửa mặt phẳng BOH. Đúng không? A và B này em. Đúng không? Cùng nằm trên nửa mặt phẳng. Đây nửa mặt phẳng BOH này. Đây là bờ nha. Đây là bờ trên bờ dưới mà hai này cùng nằm bờ. Còn em vẽ vậy là sai này em. Ai mà vẽ tiếp tuyến xuống đây là sai. Nếu tiếp tuyến đây là B nằm dưới này, A nằm trên, thằng này nằm trên bờ trên, thằng này nằm trên bờ gì? Bờ dưới. Không có được nha. Vậy thì tôi vẽ trên này là đúng là cùng một bờ nha. Đó, cùng mặt phẳng trên hay là cùng một phẳng dưới hết. Nhưng mà nếu vẽ đây là mình sẽ sai. Rồi, tiếp tục. Nếu muốn vẽ đây thì em phải A dưới này cơ nha. Đó, vẽ tiếp tuyến ra được dưới này. Tiếp tục. Gọi E là giao điểm của BH nha. Với đường tròn tâm O. BH đâu? Rồi, nói vô. À, nó cắt đường tròn tâm O tại E đó, BH cắt đường tròn tâm O E đây, E đây. Rồi. Người ta nói nè, chứng minh trời ơi câu này nè, sung sướng này, dễ lắm đúng không? Và cho OA người ta cho bằng 2 nha. Bằng A nha các em. Tí tôi sẽ nói sau đây. À, chứng minh OBAH đầu tiếp. Trời ơi dễ không em? OBAH. Trời ơi thứ giác có tổng hai góc đối bằng nhiêu? Trăm tan. Vậy thứ giác đầu tiếp. Câu này là dễ ha. Vậy thì mình trình bày vô nè. Câu A. Ta có góc OHA cộng cho góc OBE nha. Đây 90 là giả thiết này. Còn đây tiếp tuyến thì chắc ăn vuông góc với bán kính thôi. Đó, vậy thì bằng 180 độ nha. Góc dựng dựng lên chút xíu mà từng cung với nghe. Vậy từ đây suy ra tứ giác OBAH nội tiếp được. Rồi đến câu B. Chứng minh góc AOC. Nói cho em. AOC đâu? OC đâu? Chưa có C mà. Đúng chưa? Rồi, chứng minh góc AOC bằng 2 lần góc AOH. Mà khi em đọc lên làm gì có C đấy. Nhưng mà em đọc phút cuối nó mới có. Trời ơi là trời. Anh em phải nói trên chứ. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại E cắt đường thẳng D tại C. Nó với nói C đây nè. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại E. Rồi. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại E. Là tôi nói OE nè. Muốn vẽ tiếp tuyến thì bắt buộc phải nối bán kính vô nha. Rồi tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính này, phải căn cho nó chuẩn cho các em nha. Đó, đây, đây tiếp tuyến thì vuông góc bán kính đây. Đó, người ta nói nè, tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại E cắt đường thẳng D tại C. Ồ, cắt tiếp dưới này này các em, nó nối xuống nha. Đây nó cắt xuống dưới này luôn. À, tại cái điểm này này. Điểm này là điểm C này em. Rồi, yêu cầu chứng minh góc AOC. Nối vô các em. AOC nối vô ha. Rồi. Góc từ đây này.
đó bằng hai lần gốc AHO. AHO AOH AOH chứ phải AHO nha, bằng hai lần gốc này nè AOH. Vậy rất đơn giản, chứng minh chỉ cần chứng minh góc này bằng góc này thôi, đúng không? Đúng không em? Chứng minh góc to này nè, đúng không? Chứng minh góc to nè bằng hai lần góc này, vậy có nghĩa nè chứng minh được hai góc này bằng nhau được rồi, đúng không? Đó. Ở chứng minh hai góc bằng nhau tôi nhìn thấy thấy cân cân gì nha. Rồi các em suy nghĩ nha, cho các em một chút suy nghĩ nha. Rồi ở đây chứng minh cho các em nha, em nhìn thấy bạn nè. Rồi rồi tôi nói phương pháp này. À, chứng minh góc AOOC bằng hai lần góc này, có nghĩa góc lớn này nè gấp đôi, đúng không? Tôi vẽ hai vòng đi gấp đôi đi, coi như gấp đôi đấy, hai góc này. Vậy rất đơn giản, em chỉ cần chứng minh được hai góc này bằng nhau thôi, có nghĩa là chứng minh góc AOH bằng góc COH thôi, đúng không? Bài này tôi sẽ hướng dẫn các em hai cách luôn. Không bên cách thứ nhất, thì em coi quan sát rồi hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi em nào chưa hiểu thì nhìn kỹ lên bảng nè, coi được chỉ tay nha. Rồi 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 vậy thì chứng minh đây là O OH là phân giác của các góc AOC thôi, vậy AOC chắc ăn gấp đôi góc này đúng không? Thì phân giác của góc là thì nằm giữa góc và tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau, đúng chưa? Rồi vậy thì nằm như thế nào đây? À vậy chứng minh hai góc này bằng góc này nè, à, ok nè. Mà em nhìn vô tôi định dạng tôi nhìn thấy tự nhiên tôi nhìn thấy vuông góc này và tôi nhìn thấy AOC nè. Vậy tôi chỉ cần nghĩ trong đầu tôi nghĩ nè, trong tâm nếu em chứng minh được tam giác AOC là tam giác cân, tại vì trong tam giác cân đường cao chính là đường phân giác cũng là đường trung trực mà, đúng không? Một đường nó mới cho được nhiều đường mà, đúng không? Nếu em chứng minh tam giác này tam giác AOC là tam giác cân thì OH chính là đường đường cao chính là đường phân giác hai góc này bằng nhau đây. Vậy chia góc này bằng hai lần góc này lên. Đó. Vậy quay lại chứng minh tam giác cân. Muốn chứng minh tam giác cân được thì lúc này em phải chứng minh được góc này nè. Góc này và góc này. Mà em để ý là không bao giờ các em nhìn thấy hai góc này bằng nhau trực tiếp, luôn luôn là gián tiếp. Ờ, này bằng nào đó, mà nào đó bằng này là dễ. Ngay bằng nào đó, này bằng nào đó, mà hai nào đó với bằng nhau vậy là khó. Và đó chưa hết khó đấy. Em nhìn nhé. Rồi kỹ thuật rất là đơn giản em nha. Cái câu này nè, giải quyết vấn đề cho mình rất nhiều là tứ giác này nội tiếp nè. Em nhớ nè, tứ giác nội tiếp thì có các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Có nghĩa là góc alpha, tôi nói vẫn nói alpha đấy. Góc A này nè, và góc B này nè. Nha, đấy, ngày nào bằng ngày trước này, dạng hai chấm này trước đi. Đó, rồi sao nhìn thằng này bằng ngày được đây? Không chứng minh nổi đúng không? Rồi, nghĩ cách khác lên. Trời ơi, tôi nhìn vô đây có một cái tứ giác nội tiếp này em. AEHC nội tiếp nè. Tại vì đây nè, hai cái 90 đều bằng nhau này. Hai góc alpha này, hai góc cùng nhìn dưới một đoạn thẳng nè, bằng nhau này. Tôi đặt là alpha. Thì cái tứ giác này nội tiếp. Mà cái lợi tứ giác nội tiếp tôi nói với em là gì? Là gì? Cái lợi thứ ba. Góc ngoài của tứ giác nội tiếp. À, góc ngoài. Mà góc trong đối kỳ bù nó là góc này bằng góc này. Tại vì tứ giác này, nếu mà chứng minh tứ giác này nội tiếp được rồi thì góc này cộng góc này bằng 180, này cộng này 180 và này bằng này. Đúng không? Đó. Cái lợi thứ ba ha. Mà em nhìn là này bằng này ha, này bằng này nha. Vậy chỉ cần chứng minh hai này bằng nhau thôi. Cái mình vô trời hai này bằng nhau dễ không? Quá dễ. OBE là tam giác cân. Tại vì OB bằng OE bằng bán kính của đường tròn mà, đúng không? Hai cạnh này bằng nhau thì dẫn đến hai góc này bằng nhau. Mà hai góc này bằng nhau dẫn đến hai góc này bằng nhau. Đúng chưa? Hai góc bằng nhau dẫn đến tam giác này là tam giác cân. Mà tam giác cân trong tam giác cân đường cao chính là đường phân giác góc này bằng góc này. Dẫn góc lớn bằng hai lần góc nhỏ. Hiểu vấn đề rồi không? Vậy thì bài này là giải quyết như thế nào? Giải quyết tôi khuyên các em đi một đường vòng như vậy cho dễ nè. Đầu tiên em chứng minh tứ giác này nội tiếp trước. Dẫn đến góc này bằng góc này. Mà góc này bằng góc này tam giác cân. Mà góc này bằng góc này hai góc nội tiếp cùng chắn một cục, suy ra góc này và góc này, nó đi được vòng, nó khỏi bị lẫn lộn khi làm bài nha. Đó có nhiều em á, cho em hiểu đó nhưng mà em không biết trình bày làm sao. Đó, bài tập nha các em nha. Vậy thì tôi trình bày trên này em, bài khá dài đó. Cô bài cách thứ nhất. Thời đầu tiên là cô nói nè. Là có. Nha, phải để ý những tứ giác nội tiếp là đây, OEHC nha. Giờ trình bày trước hai góc này trước này. Là có góc OEC bằng góc OHC bằng 90 độ các em. Đó, từ đây suy ra tứ giác OEHC nội tiếp được.
Rồi, coi tôi đọc nè. Rồi tiếp được. Nên góc C này nè. Nên góc C độc quyền một mình nó à. Mà góc này, góc E này nè. Một là em đọc số. Em đặt số vào. Hai là em phải đọc ra. Nhớ kỹ được nha. Đọc ra. Bằng góc OEB. Giải thích. Cái lợi thứ ba của tứ giác tiếp, đúng không? Này thì cùng bù với góc này. Mở ngoặc. Vì cùng bù với góc OE. Tứ giác tiếp thì này cộng này chấp 8 mà này cộng này chấp 8 kê bù, vậy hai góc này bằng nhau, đúng không? Rồi. Mà OEB lại bằng OBE. Hay đọc này, không thích đọc OBE mà đọc đến là OB. Bây gì? BH được luôn nha. Đó. Em học OBH nó tốt chẳng có sao. Nha. Ở ngoài. Vì tam giác OBE cân tại O. Không cần giải thích gì thêm. Biết rồi, hai bán kính bằng nhau nó cân thôi. Đúng không? Rồi. Lại có OBH. Nào OBH là góc này. OBH bằng góc OAH. Nha, OAH hay đọc nè. OE là gì? AC được rồi. Nha, có nhiều em nói giỡn biết đọc sao? OAH hay là OAC? Thoải mái em, đừng có lo lắng gì hết. Tại vì những điểm về thằng em thôi. Nha. Đó, em đọc là OAH cũng được đấy. Bằng OAH. Mở không ạ? À? Hai góc này bằng nhau đều bằng 1 phần 2 số đo cùng gì? Đố em biết đấy. Hai này bằng nhau vì bằng hai số đo cùng gì? Tứ giác là tiếp. Hai số đo cùng gì? Ồ. Nha. Tôi giải thích nè. Vì tứ giác. Nội tiếp nha. Tôi giải thích chỗ này nè. Vì tứ giác OBAH nội tiếp mình đã chứng minh rồi đó. Rồi từ đây suy ra rồi các em nguyên một đường dây rồi đó. C bằng này, này bằng này, này này bằng này. Vậy suy ra đầu bằng cuối. Suy ra góc C bằng góc OAH. À, góc C bằng góc OAH. Nên tam giác OAC cân tại O. Nha. OAC cân tại O. Mà trong năm đến cân đường cao chính là đường phân nhát. Nha. Mà OH là đường cao. Nha. Suy ra OH cũng là đường phân giác. Nha. Nha. Này cũng là phân giác luôn. Của góc gì em? COE. Kết luận vậy. COH A hay là AOC cũng được nha. Vậy góc AOC chắc ăn gấp 2 lần góc AOH. Đúng không? Đúng chưa? Phân giác thì góc lớn thì chắc anh bằng 2 lần góc nhỏ, bằng 2 lần góc này và bằng 2 lần góc này. Đúng chưa? Đây là một cách. À, tôi thử dẫn các em thử cách này nha, cách 2 coi nha. Tôi xóa mấy cái đường này đi luôn các em nha. Em nhìn điện thoại nè. Tôi sẽ làm cách này nè. Có khả năng làm được không nha. Em nhìn quan sát nè. Rồi. Tôi sẽ tư duy đường khác cơ, không tư duy đường này nữa. Ha. Rồi. Tôi đặt đây là một điểm đi. Điểm mới. Các em thử tư duy coi. Tức là đây là một điểm mới nha các em nha. Rồi từ E, A, B, C, D, E, F rồi. Đây là điểm F đây. Rồi ở đây thì ở đây các em quan sát nè. Đây là hai tuyến tương cách nhau này em. Thì chắc ăn bằng nhau rồi. Đó. Đó. Vậy thì tôi chỉ cần nè. Cái mấu chốt của bài này gì em? Tôi chỉ cần chứng minh được cái góc này nè. Góc màu đỏ này nè. Bằng góc màu đỏ này nè. Để lập tức góc lớn bằng hai lần góc nhỏ thôi. Đúng chưa? Đó. Nhưng mà tôi đi theo con đường khác cơ. Vậy thì các em coi quan sát nè. À, cái góc này nè em nhìn đây nè. Cái tứ giác này nội tiếp chứng minh được không? Đúng không? Em nhìn nè, tôi tập nha. Ồ, mình cái nghĩ trong đầu là cái này góc này bằng góc nào? Theo alpha thì bằng góc này. Mà muốn làm bằng góc này thì tứ giác OEHC nội gì? Nội tiếp. Nhớ nha, muốn có hai góc alpha thì phải có tứ giác nội tiếp. Tôi đọc alpha này nha, có nghĩa là hai góc nội tiếp cùng chẵn cùng bằng nhau nha. Vậy thì tứ giác nội tiếp chứng minh được. Ok, 90. Đây. Tôi nhắc tiếp, góc này bằng góc này. Ồ, làm sao chứng minh được này bằng này đây? Tôi sẽ đi một cái đường vòng cho em coi nha. Nhìn coi đường vòng nè. Nhìn nè. Ồ, thằng này đối định với thằng này.
Ô, thằng này bằng này. Mà ngay, làm sao bằng này được, không chứng minh được. Ô, hai thằng này bằng nhau, góc này bằng góc này. Trời ơi, góc này bằng góc này không? Dạ. Hai góc này bằng nhau vì cái tứ giác to đùng này nội gì? Tiếp. Tôi giảng này lần nữa này, ai nghe chưa hiểu thì nghe này. Rồi trời, cần chứng minh góc này bằng góc này mà. Cái nhìn góc, ô, này đoán gì đoán alpha bằng nào, bằng y. Ô, muốn bằng y, hai alpha này bằng nhau. Hai góc alpha này cùng nhìn chỗ đoạn thẳng bằng nhau đúng không? Cùng chắn cung CH với điều kiện phải tứ giác này nội tiếp, chứng minh được. 90 90. Góc này bằng góc này. Mà ngay này đối định với này, tôi đặt định này, E1 này, E2 đi. Ngay đối định với này. Mà sao này bằng này đây? Không có. Cái nhìn coi ô, hai tiếp tuyến cắt nhau thì bằng nhau. Góc này này bằng góc này, B1. Và B1 chắc ăn bằng góc này. Hai góc này bằng nhau, hai góc alpha này cùng nhìn với đoạn thẳng. À, đều bằng hai số đo cùng AH vì tứ giác OBAH nội tiếp. Thấy chưa? Đi một vòng nè. Thằng này bằng này, này bằng này, này bằng này, này này bằng này. Vậy chia này như nào hôm nay? À, mấy lớn gấp mấy lần nhỏ. À. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó phải tập con mắt chạy trong vòng vòng góc rất hay nha. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em thêm một cách hay nữa. Các em trình bày vào này. Gọi đi các em. Gọi H là gì em? Tiếp tuyến là E đúng không? Cắt AB. Gọi H là giao điểm của AD, của EC nè, giao với gì em, giao với AB nha, em gọi đi, em trình bày vô, gọi H là giao điểm, viết vậy này cho đánh bắt các em, gọi em là giao điểm của AB, giao với C, đây nè, à. Rồi, giờ tôi sẽ làm cái gì? Bố làm bài này, thằng này bằng này phải chứng minh tứ giác này nội tiếp trước nha. Ta có. Ta có nha. OEC bằng góc OHC bằng 90 độ. Suy ra tứ giác OEHC nội tiếp được. Nên góc này nè, đọc này, góc này đừng đặt số gì nha các em. COH đúng không, bằng góc gì em? COH này, COH bằng góc gì? E2 đó. Cái câu này còn nữa không các em, chứng minh tam giác OBA có nên đặt số không nha. OBA đồng dạng với tam giác OEC. OEC rồi, được rồi, đặt số vô được các em. Bằng góc E2 bằng 1/2 số đo cung CH nha. Rồi, rồi E2 lại bằng E1 do đối định. Rồi, rồi E1 này bằng B1 do mở ngoặc ra tam giác BFE cân. Cân tại đâu? Tại F, vì FB bằng FE. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau đó các em. Đúng không? Hai tiếp tuyến cắt nhau thì bằng nhau. Đúng chưa? Đó. Rồi. B1 này bằng nhé em, B1 bằng góc AOH. Đó, bằng góc AOH. Hai này bằng nhau đều vì bằng 1/2 số đo cùng AH. Giải thích nè, vì tứ giác OBAH nội tiếp nha các em. Tứ giác này nội tiếp. Đó. Rồi theo một đường vòng này ha. Này bằng này, này bằng này, này bằng này, này bằng này, từ đây suy ra nguyên một giây luôn. Thằng đầu bằng thằng cuối. COH bằng góc AOH. Đây, COH bằng AOH. Kết luận vậy hai góc này bằng nhau. Vậy góc gì em? AOC bằng 2 lần AOH. Ok. Cách 2 nha các em. Các em, câu C nha. Chứng minh tam giác OBA. OBA là cái tam giác này nè.
Màu đen vui nè, tam giác vuông này nè, đồng dạng với tam giác OEC. OEC là tam giác này nè. Tôi gạch đường đường đen này. Có rất nhiều cách giải luôn. Rồi. Ha, cẩn thận nha. Cẩn thận nè em, nhìn nha. Chúng mình tam giác to, mình tam giác giới này nhìn nè. Hai tam giác này đều là hai tam giác vuông hết các em. Em muốn chứng minh đồng dạng em nhớ chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi. Nha, coi chứng minh góc nhọn bằng nhau nè. Tôi định dạng trước nha, định dạng góc C này, nhọn hoắc nè. Bằng thằng nhọn hoắc thôi chứ gì nữa. Phải chứng minh thằng này bằng này mới được. Đó, giờ sao chứng minh này bằng này? Nhìn nha. Trời ơi, ra liền anh em. Nhìn nè, nhẹ nhàng nè. Tứ giác này nối tiếp. Em để ý là không bao giờ em thấy chứng minh bằng nhau đâu. Nha, trực tiếp đâu nha, phải đừng nhớ. Luôn luôn là gián tiếp với các em nha. Và nhớ, nè, góc này bằng góc H alpha. Này chấp nhận không? Tứ giác này tiếp thì hai góc này cùng chấm cung cung gì? Ôi, các em phải tập nhìn 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 lên này. Rất là quan trọng, bài này rất là hay. Góc này bằng góc này. Ô, mình nghĩ thằng này bằng này đó. Mà quá dễ ăn vậy. Tứ giác này nối tiếp thì hai góc này bằng nhau, đều bằng một hai số đo cung. Ô gì? Ô B. Đúng không? Thằng này bằng này. Tứ giác này nối tiếp, hai này bằng nhau. Cùng chấn cung ô gì? Ô E. Mà góc này bằng góc này. Hai góc alpha nè, cùng nhìn nhé. Cùng chấn cung gì? Ô B. Quả tứ giác nối tiếp lớn này. Vậy suy ra hai góc này nhìn vào nhau, bằng nhau, đồng dạng với trường hợp gì? Góc góc. Nha. Đó. Rồi em trình bày vào. Hoặc là không có. Rồi, em trình bày nha. Câu C. Em xét đi. Trước tiên để chứng minh hai góc bằng nhau trước nha. Góc này này. Đặt luôn ha. Đặt được không? Được. H1 đi, tại vì câu cuối rồi. Nó còn câu kia tính cận không cần nha. Một loại đọc ra tùy các em. Đặt sao ấy. Đọc này bình thường mà. Số ngay góc nó đâu có bị rối gì đâu. Rồi mình trình bày ha. Ta có góc C. Ta có góc C1 bằng góc H1 bằng 1 phần 2 số đo cung. Cung gì em? OE. Bao ngoài. Giải thích vì tứ giác nào nổi tiếp. Giải thích ra nha. Vì tứ giác OEHC nổi tiếp. Mình đã chứng minh trên rồi đó không? Rồi. Mà góc H1 ba góc, tôi điểm số đây luôn. Đây là số A1 luôn các em nha. Nha. H1 đây em, bằng A1. Được chưa? Nha, đều bằng 1 phần 2 số đo cung. Nha, hai góc này đều bằng 2 số đo cung OB. Nha, để thiết ra coi. Mà ông ngoài. Vì tứ giác OBAH nội tiếp. Bài này khá hay nha các em, tôi thấy hay rồi đó. Suy ra góc C1 là này bằng H, mà H này bằng này, vậy C1 bằng A1. Rồi, mình có quyền xét hai tam giác vuông này động dạng là đó các em. Xét tam giác vuông. Đọc đúng theo đề OBA đi. Và tam giác vuông, đọc đúng tỷ lệ của nó nha. OBA là nhỏ to, vuông nhỏ nhỏ, này nhỏ to, vuông nhỏ nhỏ là OEC. Người ta cho đúng tỷ lệ không? Ồ, cho đúng tỷ lệ luôn. Mẹ. Rồi, có hai góc nhọn bằng nhau, C1 bằng A1. Vì sao? Chứng minh trên. Vậy từ đây các em suy được tam giác vuông OBA đồng dạng với tam giác vuông OEC theo trường hợp góc góc nha các em. Xong câu C. Tôi thấy có một số bạn nói chứng minh hai tam giác này đồng dạng bằng cách khác khá hay nha. Và nếu em xác định được cái đó, nó sẽ lợi cho em câu sau luôn. Em nghe này nha. Vậy thì tôi có thể nói cách hai này. Nói cách hai nhưng tôi trình bày nha các em để ý nè. Có nhiều em nói nè, em học trong lý thuyết mình học rồi trong chương trình lớp 8 về chủ đề về hai tam giác đồng dạng. Em nhớ nha, hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng nha. Nhưng mà hai tam giác đồng dạng chưa chắc nó bằng nhau, đúng không? Nha, cũng chưa chắc bằng nhau đâu. Nhưng mà bằng hai tam giác bằng nhau thì chắc ăn 100% nó đồng dạng. Đó. Vậy thì em quan sát nè, hai cái tam giác này cần chứng minh đồng dạng nè. Em nhìn thấy nhất là có OA bằng OC, tại vì mấy mình chứng minh tam giác cần. Nếu mà làm cái đó phải đi theo cách một nha, cách một của câu trước mới được nha. Hai tam giác này bằng nhau là vì hai cạnh huyền bằng nhau, OA bằng OC, tại vì câu trước mình đã chứng minh tam giác cân á, cạnh này bằng cạnh này này, đúng không? Tam giác cân thì dẫn đến cạnh OA bằng OC, rồi OE này bằng OB, hai cái bán kính bằng nhau. Vậy thì hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh đó vuông, đúng không?
mà 200 giác bằng nhau thì lập tức làm sao em? Đồng giác. Được luôn. Nó có nhiều em nghĩ cái đó cũng khá hay. Và tí tôi sẽ nói đến câu câu như em, câu D. Nếu mà em làm cái đó nó có lợi cho em câu D nữa ha. Vậy thì nhưng ở đây tôi sẽ muốn các em nói về câu D này. Tính EC theo A và R nha. Theo A và R. Tính EC theo cái cạnh A là cái cạnh OA bằng A và theo bán kính á R. Rồi, tôi sẽ làm cái em cách thứ nhất. Cách thứ nhất là đi theo cách thứ nhất của câu C. Cách thứ hai là đi cách thứ hai của câu C nha, nó khác nhau hoàn toàn cho ra nha. Vậy thì tính em nhớ nè, EC nè. Em nhìn nha. Em nhìn cho tôi kỹ. Em vừa chứng minh được hai đáp án đồng dạng chưa? Đồng dạng chưa? Rồi. Đúng không? Tôi thử lập tỉ số coi cho em coi cho tôi nha. Có liên quan EC nè, hai tam giác đồng dạng có EC nè. Trả lời đây, vì tam giác OEC đồng dạng với tam giác OBA đã chứng minh đúng án rồi các em, đúng không? Rồi con lập nha, ta có nè, tôi lập tỷ lệ nè, EC EC trên BA là AB đó các em. Rồi lập tiếp tục nè, OC OC trên OC này em để nhìn đây nè, OC đầu cuối trên OA bằng, còn cạnh nữa chưa lập, cạnh nữa là cạnh gì? Cạnh OE, OE trên OB nè, đầu thứ gì trên đầu thứ gì OB. Nếu em không lập cái này ra bài này em bị đơ liền, đâu có gì đâu, có chỉ số yêu tìm EC đúng không? Nhưng mà em để ý là OE, OE là bằng R, OE bằng R, mà R chia R thì bằng mấy? Vậy từ đây tôi suy ra được EC nè em, chia chuyển lên là gì? Nhân. Hai này chia nhau bằng một, có nghĩa là hai thằng này bằng gì? Nhau. Chuyển lên đây, có nghĩa là EC bằng AB. Mà AB tính nhẹ nhàng em. Muốn tính AB không? Dễ à. Cạnh này bằng A này, bán kính dùng định lý Pythagore ra rồi. Bình phương cạnh đó phương bằng bình phương cạnh huyền, trừ đi bình phương cạnh phương còn lại. Được chưa? Đó. Nè, AB tính nhẹ nhàng, đúng không? Bằng cạnh lên. Trong áp dụng định lý Pythagore trong vuông OBA, bình phương cạnh đó vuông bằng bình phương cạnh huyền, có nghĩa là bằng OA bình trừ đi ô bình. Cái này không cần giải thích gì nữa nha. Đó, xuống làm trực tiếp luôn. Xuống hàng EC bằng cắt lên, OA là bằng A bình, OB là bằng gì em? R bình. Vậy EC tính bằng giá trị này. Thấy chưa? Còn nếu mà em làm cách 2, điều kiện làm cách 2 thì em phải cái câu C em phải làm theo cách 2. Nên em phải chứng minh được hai tam giác này bằng nhau. Đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì cách này bằng cách này, cách này bằng cách này. Xong rồi. Nếu mà làm cách 2 nha, nếu cách 2 thì phải nói là vì tam giác vuông OBA bằng tam giác vuông OEC. Nên nên gì? Nên nên gì anh? EC bằng AB. Mà AB nè, đấy, bằng cách lên. Đấy, lấy gì? Ô, lấy bình phương cạnh huyền nè, A bình trừ đi gì? A rồi. Nha. Nhưng mà hầu hết các em đâu có nghĩ là trường hợp hai tam giác bằng nhau nha. Đó. Nhưng mà thôi, khuyên thì em đi cách 1 nha các em. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.